Vụ này thương lắm bà con, nghe phải nói rất thương. Là một đệ tử của thầy Chân Quang, có những lời lẽ phải nói rằng là rất là tha thiết. Thì bây giờ bà con nghe nha, nghe thương lắm luôn. Rất là thương nha, thương lắm luôn. Nghe nè, đây đây đây, tôi nghe tôi ứa nước mắt luôn bà con, ứa nước mắt luôn đó, thật sự. Tôi chưa bao giờ ứa nước mắt trước những cái lời tâm tình nào mà nghe cái này. Phụ ơi, con quá bé nhỏ mong manh, không thể Đó ngăn chặn muôn trùng con sóng dữ. đó đó đó, thấy không, nghe thấy không? Chúng con quá bé nhỏ mong manh, không thể ngăn trục cản muôn trùng cơn sóng dữ Đang à. muốn nhấn chìm đi những điều tốt đẹp mà sư phụ đã vun trồng. Đó đó, thấy không? Thương chưa? Con thấy thương không? Chứ tôi thấy thương lắm. Chúng con quá bé nhỏ mong manh, không Đó. thể ngăn chặn muôn trùng con sóng dữ. Đang muốn nhấn chìm đi những điều tốt đẹp mà sư phụ đã vun trồng. Đó, thương ghê bà con ơi. U trời ơi, mấy con sóng này ác ghê chứ. Tự nhiên đi là coi như nhấn chìm những điều mà coi như tốt đẹp mà sư phụ đã vun trồng. Trời ơi là thương, ơi là thương. U trời ơi, Bồi đắp mấy mươi năm, u trời những ơi, điều sư phụ dạy cảnh giác từ nhiều năm trước. u trời ơi, mấy mươi năm nay sư phụ là coi như vun trồng rồi, bây giờ những cơn sóng dữ nó là tràn đến, nó là nhấn chìm, nhưng mà bởi vì chúng con là bé nhỏ mong manh quá đó, cho nên không thể ngăn cản những cơn sóng dữ. Công nhận mấy cơn sóng dữ này ác thiệt đấy chứ. Sóng dữ đâu mà nó ập tới mà ác ghê chứ, phải không? Thấy không? Sóng này thiệt tình đấy. Đang diễn ra, đệ tử chúng con vẫn trọn lòng tôn kính sư phụ. Đó, thấy không? Đó, đệ tử thì là coi như là vẫn tôn kính sư phụ. Nhưng mà rồi sư phụ bây giờ bị hoạn nạn thì làm sao đây? Thấy không? Đó, khổ ghê chứ phải chơi đâu. Thấy không? Nhưng ngày ngày nhìn thấy những điều bịa đặt lan tràn mà Đó đó, thấy không, ngày ngày những điều bịa đặt lan tràn luôn. U trời ơi là trời, sao ai mà ác dữ nữa ta đó. Thì bịa đặt cho sư phụ đấy, thiệt tình đó. Có gì thì nói cho đúng chứ ai mà đi bịa đặt, thấy không? Rồi tiếp nè, tiếp nè, quá đau lòng. quá đau lòng luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quá đau lòng luôn bà con ạ. Chuyện này tôi nói thật sự quá đau lòng luôn, thương ghê luôn đó bà con. Là con người, sao có thể quá ác độc như vậy? Đúng rồi, yêu trời ơi, đúng là cái chân lý rồi, con người sao có quá ác độc như vậy. Sư phụ tốt cơ mà, tại sao lại lan truyền những điều bịa đặt cho sư phụ? U trời ơi là trời, thiệt tình tôi nói thật tình, ai mà thiệt ác quá đi. Tiếp này, tiếp này, tiếp này. Huynh đệ chúng con đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng. Hay quá, hay quá, huynh đệ cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng. Đúng rồi, cứu thầy đi, cứu thầy đi. Rủ Phương Trinh nữa, Phương Trinh vô cứu thầy, mà nghe giọng có vẻ giống giống như Phương Trinh vậy bà con, có phải Phương Trinh không, mà sao nghe giọng giống Phương Trinh vậy, thấy không? Phải cứu thầy chứ, để thầy như vậy. Để đem niềm tin chánh pháp mà sư phụ đã truyền dạy lan Đúng tỏa. quá, đúng quá, phải niềm tin chánh pháp của sư phụ phải lan tỏa nha, phải lan tỏa đó, phải niềm tin chánh pháp như vậy mới được, thấy không? Chứ còn để vậy đâu có được. Bà con nghe kỹ coi thử có phải giọng của Phương Trinh không bà con? Cầu mong những ai chưa hiểu sẽ nhận ra và dừng lại. Đúng rồi, ai chưa hiểu mà tấn công sư phụ thì sẽ nhận ra và dừng lại. Đó là cái mong muốn lớn nhất đó bà con. Mong muốn này hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn là một cái điều thiện lành đó bà con. Phải nói là thật sự là như vậy. Tạo thêm ác nghiệp, Đúng chúng con rồi, mãi mãi ghi nhớ những điều sư phụ dạy. đúng quá đi chứ. Phải mãi mãi ghi nhớ những điều sư phụ dạy nha. Chứ còn là không được, phải không?
Nhưng mà quan trọng nhất trước hết là cứu sư phụ đi. Con thì vô nghĩa Phật vô biên, phúc mỏng nghiệp dày lắm trên chuyên. Ôi trời ơi, thơ hay quá luôn bà con. Thơ này thơ quá hay. Thơ này đọc lên à, để cho cái bọn mà coi như là nó là tấn công sư phụ là nó phải suy nghĩ lại ha. À, suy nghĩ lại đã, thấy không? Thầy đã cho con nguồn đạo lý của Phật từ bi bởi hữu duyên. Ủa trời ơi là trời, nó hay quá đi bà con. Hay quá đi. À, đó, đó, đó. Phải đọc thơ như vậy mới ok. Đấy không? Rồi tiếp mình. Để biết ăn năn những lỗi lầm. Ủa trời ơi. Sống buông lung bởi tham sân. Ủa trời rồi, rồi. Đúng quá đi chứ. Đúng quá đi chứ. À, không sống mong luôn bởi tham sân. Công nhận. Nghe có vẻ giống giống như là cái bài của em Angela Phương Trinh ta. Thấy không? Giọng thì cũng giống nữa. Tham hưởng thụ đời vật chất, ôi, không đắm phồn hoa của cõi trời. Ủa trời ơi. Thầy đã dạy con biết thương yêu. Ủa trời ơi là trời, thầy dạy con biết thương yêu luôn. Ủa trời ơi, cái này mà không thương thầy sao được đúng không? Phải thương thầy chứ, thấy không? Thương thầy và phải cứu thầy, thấy không? Thương thầy và cứu thầy. Bây giờ là hai cái nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng thanh niên nha. À, cành hoa cọng cỏ ở bên đường. Ô trời ơi. Tiếp từng giọt nước thương mầm nhỏ. Ô trời ơi là trời. Hay quá, hay quá. Vỗ tay bà con. Vỗ tay. Ô trời ơi. Hay quá đi. Bảo vệ rừng xanh, giữ môi trường. Ô rồi, đúng rồi, phải bảo vệ rừng xanh. Giữ môi trường, không được xây dựng nhà trái phép, nhà và các công trình trái phép ở trên rừng nha. À, đó. Trời ơi là trời, hay quá. Thầy đã dạy con biết khiêm cung. Chà. Thầy dạy con biết khiêm cung, đúng rồi. Thầy quá hay, thầy quá tuyệt vời. Thầy số 1 rồi. Thầy chân quang mãi đến. À. Nghĩ mình hèn mọn biết bao dung. Ôi trời ơi. Thường người lầm lỗi không trả kết. Ờ. Thầy quang mãi đỉnh, thầy quang mãi đỉnh. Không, đó, trời ơi là trời. Trải một tình thương đến vô cùng. Ô, đến vô cùng luôn bà con. Trải một tình thương đến vô cùng. À, trải một tình thương đến vô cùng luôn nha. Chứ không phải được, không được phép dừng lại nửa đường nha. Mà phải đến vô cùng. À, vô cùng nó mới là, nó mới chất. Thấy không? Vô cùng mới chất. Còn đến nửa đường thì là đâu có được. Đó. Thầy đã dạy con điều thiêng liêng. Ô trời ơi, thầy dạy con điều thiêng liêng. À trời ơi là trời. Quá hay, quá hay, quá xuất sắc. Quá siêu luôn. Tình yêu tổ quốc đến vô biên. Ô trời ơi. Những ơn bao lớp người ngã xuống. Ô trời ơi là trời. Hay quá đi, hay quá đi. À hay, hay, hay. Ô trời ơi. Để giữ non sông đẹp một điều. Ô trời ơi. Thầy đã dạy con biết bao điều. Ô trời ơi, thơ hay. Thơ nó có vần ghê luôn á. À, thơ là thơ vần mà nó vần. Ô trời ơi, là mấy nhà thơ lớn đồ đầu làm dở ẹt à. Thơ này mới hay. Từ nguồn đạo lý thật cao siêu. Ô trời ơi. Từng điều lỗi nhỏ trong cuộc sống. Ô. Càng tu càng thấy lỗi thật nhiều. Ô trời ơi, hay quá, hay quá. Hay quá, nhưng mà thôi bà con, dừng tại đây. Bởi vì sao? Tôi nghe thơ nữa là tôi muốn khóc. À, bỗng dưng muốn khóc. À, bà con có biết bài thơ bỗng dưng muốn khóc không? À, à, đó. Cho nên tôi đặt cái clip này là gì? Câu chuyện thầy Chân Quang và bỗng dưng muốn khóc. À, à, đúng không bà con? Đúng không? À rồi rồi, vỗ tay đi bà con nha. À.